Xin chào bác, quay trở lại với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay giới thiệu các bác mẫu xe đạp địa hình Gian ATX 850, một là mẫu xe đạp địa hình em đang bán tại cửa hàng là 8,5 triệu. Và các bác được một chiếc xe đạp có bộ bánh 27,5 inch và full bộ chuyển động Shimano Waseda, khung nhôm nước sơn nguyên bản, toàn bộ xe là nhập khẩu nguyên chiếc chính hãng. Đồ đạc trên xe là còn nguyên zin, nước sơn về không màu, về hôm nay là màu xanh đen kỳ đẹp thể thao. Đó là xe đã qua quá trình sử dụng và là xe bãi nên là xuất hiện những cái vết xước nhỏ trên khung không thể tránh khỏi. Còn để về nhìn tổng thể thì chiếc xe này còn cái độ đẹp nó cũng tương đối là tốt, chạy bộ chuyển động Shimano Waseda động còn rất là mượt mà. Nguyên bản nguyên zin của Gian, bánh 27,5 inch. Đến phần ghi đông của chiếc xe được trang bị bộ tay bấm Shimano Waseda, bên này là 9 speed, bên này là 3, tương ứng với cả là 3 tầng đĩa và 9 tầng lip cho xe 27 tốc độ khác nhau. Đây là bộ phanh dầu, trang bị bộ phanh dầu của Shimano, sóc dầu theo xe như Shimano, như trước sau của Shimano. Giờ em sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Một số bác hay hỏi về giá của những cái chiếc xe em đưa lên, thì thứ nhất là các bác ấn mũi tên trỏ xuống thì ở phần tiêu đề em có công khai giá, hoặc là ở phần cuối video em sẽ nói giá và size của chiếc xe. Ngoài ra các bác ấn đăng ký cộng ấn chuông, chọn tất cả để theo dõi các cái xe em sẽ đăng lên trên kênh trong thời gian tới. Xe em đo từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 40 cm, từ khóa yên đến tâm cổ phốt là 58 cm. Chiếc xe vừa các bác đi từ khoảng 1m60 đến khoảng 1m75 đi là phù hợp. Chuyển động Waseda với 9 phần lít 3 phần đĩa, xe 27 khác nhau. Chuyển động này cực kỳ mượt mà, như các bác thấy trên hình nhẹ nhàng. Chiếc xe đang bán bên em mức giá thì là 8,5 triệu, bao ship toàn quốc cho tất cả các bác, chuyển hết tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả là nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bọn em đưa lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau. 99% đàn ông tuổi trung niên thường gặp các bệnh như giảm ham muốn tình dục, yếu sinh lý, bệnh gút, đau lưng, mỏi gối, mất ngủ, suy nhược cơ thể. Các bác lên YouTube tìm kênh Thảo Dược Ngâm Rượu Tây Bắc để được giải đáp và những thắc mắc và những bệnh lý nêu trên.